Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 16 tháng 8 của Lusha Vina. Bản tin trưa này sẽ có những nội dung chính sau. Tổng giám đốc Yoon Jong-in phát biểu tham luận tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. Đào tạo kiến thức về cải tiến sản xuất. Xuất xưởng hai chân cẩu đục RMQC. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 8, Tổng giám đốc Yoon Jong-in đã có bài phát biểu tham luận tại hội nghị xúc tiến đầu tư mang tên Quảng Ngãi tiềm năng và cơ hội đầu tư. Hội nghị diễn ra tại khách sạn Đức Long với sự tham dự của hơn 380 đại biểu do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc phát triển kinh tế phải gắn liền với công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Ngài Thủ tướng đồng thời đánh giá cao hoạt động và thành tựu của Lusha Vina trong những năm qua. Phát biểu tại đây, Tổng giám đốc Yoon In-yung đã một lần nữa tái khẳng định về cam kết tuân thủ các luật lệ về bảo vệ môi trường và an toàn lao động, đồng thời chia sẻ định hướng của Lusha Vina về chuyển giao công nghệ và đào tạo cho nguồn nhân lực Việt để họ có thể chung tay tạo ra những sản phẩm công nghiệp nặng, công nghệ cao, phục vụ nhu cầu phát triển của Việt Nam cũng như cung ứng cho thị trường quốc tế. Trong bài tham luận của mình, Tổng giám đốc cũng đã trình bày một số khó khăn khi hoạt động tại khu kinh tế Dung Quốc và đề xuất một số kiến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại đây. Một trong những vấn đề cấp thiết là cải thiện hệ thống giáo dục nhằm kịp thời cung ứng nguồn nhân lực tay nghề cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong thời đại mới. Bên lề hội nghị, Tổng giám đốc cũng đã có dịp tiếp xúc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng về dự án sản xuất thiết bị điện hạt nhân mà công ty vừa ký kết. Ngày 27 tháng 7, Bộ phận BI đã tiến hành một chương trình đào tạo liên quan đến cải tiến sản xuất dành cho 30 quản đốc sản xuất của các nhà máy. Đây cũng là năm thứ ba chương trình đào tạo này được triển khai kể từ năm 2014, nhằm phát huy tối đa vai trò quản lý tại hiện trường sản xuất và nâng cao kiến thức về hoạt động cải tiến, hướng đến một hệ thống sản xuất tinh gọn nhất, tăng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của công ty. Khóa học Learn Academy diễn ra vào ngày 27 tháng 7 tại Trung tâm Đào tạo TC với sự tham dự của 30 quản đốc dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của 5 thành viên từ bộ phận BI gồm Lê Hữu Âu, Phòng Thanh Ý, Nguyễn Hữu Phan, Nguyễn Tông Minh và Đoàn Xuân Thương. Khóa học xoay quanh 5 nội dung cải tiến chính bao gồm phương pháp tiến hành brainstorming, quy trình thực hiện 33 hà đông, kỹ năng dẫn dắt cuộc họp hiệu quả, 3D5S và quản lý trực quan hiện trường và nhận biết được 8 loại lãng phí trong sản xuất như sản xuất thừa, vận chuyển, tồn kho, chờ đợi, động tác thừa, gia công thừa, lỗi sản phẩm, không vận dụng hết trí tuệ, lực và nguồn lực trong sản xuất. Sau hơn 7 giờ đồng hồ, kết hợp lý thuyết lẫn thực hành nhóm, các học viên đều đã tiếp thu tốt những kiến thức liên quan cũng như sự quan trọng và cần thiết của hoạt động cải tiến, đặc biệt giúp các học viên có cơ hội nắm bắt kiến thức về hoạt động 3D5S, quản lý trực quan hiện trường và 8 loại hình lãng phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh mà hầu hết các doanh nghiệp đều gặp phải. Từ đó mỗi người tự tìm phương pháp loại bỏ và nâng cao hiệu quả công việc của mình. Hai chân cẩu đầu tiên của một cấu trúc RMQC vừa được xuất xưởng để chuyển sang công đoạn sơn vào ngày 29 tháng 7, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình sản xuất dự án này của MHS. Trước đó, ghida đầu tiên của cấu trúc này cũng đã được xuất xưởng và hiện đã hoàn thành công đoạn bán cát và sơn. Trong khi đó, các công nhân viên nhà máy MHS cũng tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ sản xuất các thành phần khác của một trong 12 cẩu RMQC thuộc dự án BMCT-BL cho khách hàng. Hai chân cẩu được xuất xưởng lần này được chế tạo và lắp ráp trong thời gian 2 tháng kể từ cuối tháng 5 năm 2016. Mỗi chân cẩu có trọng lượng 60 tấn, cao 4m, rộng 2m và dài 50m. Sau khi hoàn thành công đoạn sơn, các chân cẩu này sẽ được chuyển ra cảng để bắt đầu quá trình lắp ráp. Dự án BMCT-BL 12 cẩu trục RMQC được ký kết với khách hàng vào ngày 28 tháng 1 năm 2016 tại Ấn Độ với tổng tải trọng khoảng 14.800 tấn và có thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2019. Đây là các cẩu trục di chuyển trên hệ thống ray, có trọng tải bốc dỡ các container nặng 65 tấn. Một khi hoàn thành, một cẩu trục sẽ có chiều cao 79,8 m, dài 136,7 m, rộng 30,5 m và nặng gần 1.400 tấn. Những cẩu trục này sẽ được đưa vào vận hành tại cảng Jawaharlal Nehru Port Trust nằm tại thành phố thương mại Sầm Uất, Mumbai, phía Tây Ấn Độ. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Oh,
Bản tin trưa của Lucian Mina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn cùng truy cập vào website youtube.com với từ khóá Lucian Mina DVTV V7N62. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Lucian Mina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Lucian Mina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.